Vâng, xin chào mừng toàn thể các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trở lại một video bên em giới thiệu các bác, bên em lại tiếp tục cập bến những mã sản phẩm của dòng đẩy. Và đặc biệt những sản phẩm bên em về đợt này nó đẹp, cực đẹp như các bác nhé. Các bác có thể chiêm ngưỡng về cái nội thất của nó và cái ngoại hình. Trước mắt là các bác đang chiêm ngưỡng trên màn hình. Một màu vàng gold cực đẹp. Đẹp không các bác? Rất rất đẹp nha các bác nhé. Em sẽ quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của màu vàng của dòng đầy nổi tiếng của dòng Audio Technic đẹp. Và dòng này bên em đợt này bên em về có 3 mẫu nhé. Đây em quay đại diện thôi, anh em mới lau chùi vệ sinh được gần này thôi. Một mẫu là đầy 2 kênh này, size 2U rồi. Và bên này là mẫu đẩy 3 kênh size 2U. Và phía bên kia là mẫu đẩy 3 kênh size 3U nhá. Còn kia thì công suất khủng hơn này, dày hơn. Và các bác dùng trong gia đình thì mẫu đẩy 2U và 3U sử dụng rất chi là đẹp nha các bác nhá. Và các bác chiêm ngưỡng cái mẫu đẩy 2 kênh của dòng Audio Technic này, có mã là Q6. Đẹp, rất rất đẹp nha các bác nhé. Củ nguồn, các bác thấy củ nguồn nào? Rất đẹp này. Với dòng đẩy Audio Technic Q6 này thì nó chạy sò tô nha các bác nhé. Chạy sò tô. Rất đẹp nha. Tụ của dòng Audio Technic đẹp. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng. Tụ đẹp nhé, tụ cũng mạ vàng đấy, tụ dập chữ vàng luôn, gọi là mạ vàng luôn nhé, rất đẹp. Đây là dòng 3 kênh thì các bác sử dụng một đôi loa full này, một kênh chạy súp, rất hợp lý nhé. Và bảo giá các bác những dòng đẩy 3 kênh này thì bên em đang có giá vào 4.800.000, giá rất tình yêu để các bác sử dụng nhé. Và dòng đẩy 2 kênh thì có giá vào 3.500.000. Chất, rất chất nhé các bác nhé. Nhìn cái nhôm phay của hãng đẹp, nhôm hun đen nhé, mạ đen, rất rất đẹp nhé. Đấy, rất đẹp này. Và đặc biệt là bên em về tiếp được cái mã vang cơ lai số của hãng EIM. Dòng này rất nhiều các bác thích sử dụng những sản phẩm của dòng vang này, rất dễ chỉnh và độ vang echo dị vật rất hay, rất rất hay nhé, rất dễ chỉnh. EIM có mã là OK88 nhé, rất chất nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm của dòng đẩy, dòng vang bãi thì các bác alo cho em nhé qua hai số hotline 0963101138 hoặc 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Rất chất nha các bác nhé. Đẹp, những vẻ đẹp của dòng đẩy Audio Technic Q6 này. Rất chất nhé. Đẹp, đẹp vô cùng nha các bác nhé. Và bên em còn rất rất nhiều các mẫu đẩy. Ví dụ những mẫu của đẩy BMB hay những đẩy Audi Center hay những đẩy NA400, 600, 800. Bên em đều có nha các bác nhé. Nên là các bác có nhu cầu về những sản phẩm đẩy xịn thì các bác alo cho em nhé. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.